Thật sự anh em bây giờ mà có tầm khoảng 2 triệu 7 mua một con Redmi 5G dùng trong năm gần cuối năm 2024 rồi thì mua cái bản này mua cho người thân, mua cho những người cao tuổi, người ta dùng thật sự là vẫn quá là ngon nghẻ luôn. Tại vì sao? Bộ nhớ này 128 GB. Cái thứ hai nữa là cái thông số RAM thì đã có 6 GB mặc định rồi. Bây giờ mình có thể mở thêm độ khoảng 6 GB nữa thì tổng là 12 GB. Được chưa? Đây là mình chỉ mở vào 4 GB thôi. Mình thích mở 4 GB thôi. Chip Snapdragon 4 Gen 2 thì ở trên một cái điện thoại mà như thế này thì thực sự là quá là ổn áp. Trong cái tầm giá thì tầm khoảng 2 triệu 7 rồi. Được chưa? Vô địch thiên hạ trong năm này, trong cái thời điểm này đấy. Mình thấy màn hình thì 90Hz, mình cảm thấy là mình ấn thao tác chạm vuốt thì thực hầu như là cứ bấm cái gì là nó được cái đấy, nói chung là khá ok trong cái tầm tiền như này. Và nếu mà những hội người cao tuổi, người lớn đúng không, người ta chắc cũng chỉ có là vào YouTube hát karaoke hoặc là lướt Facebook bình thường này đúng không, chắc gì người đã chơi điện tử ấy, đúng không? Thì những cái đấy thì quá là đơn giản với một con máy như thế này rồi. Bộ nhớ 128 GB, có các ông các bà hầu như là không có xóa ảnh, không hay xóa ảnh đúng không, thì cái này 128 GB thì thoải mái, không việc gì phải lo là đầy bộ nhớ rồi. Mà bây giờ Android cũng hào phóng, nó không như ngày trước. Bây giờ mặc định mua một cái con bình thường ấy đã 128 GB rồi, bằng một con bộ nhớ của iPhone đời cao bây giờ. Bây giờ nó cũng đã có 128 GB đấy chưa. SIM thì cái điện thoại này có hai SIM, có là cả 5G, có hai SIM và có 5G, có cả NFC. Có NFC thì sau có thể quét thẻ, rồi là đọc thẻ, xác minh dữ liệu, rồi là thêm vào ngân hàng, rồi là quét VNID, yeah. Đấy, đầy đủ luôn. Và nó chạy roam quốc tế. Đấy. Mọi thứ ok, không có một cái điểm lỗi gì cả mà nó nhanh. Mình thực sự bây giờ mình là một iFan, mình bán kinh doanh các cái đồ của Apple, điện thoại Apple, iPhone, MacBook các kiểu. Nhưng mà khi mà mình cầm sang những con Android ấy, thật sự là nếu mà từ ngày xưa thì những Android mà tầm thấp cũng một vài ba triệu này, mình không mà mình đánh giá nó cao cả. Vì sao? Thời đấy cái các con chip của nó, cái tiến trình nano của nó vẫn cao. Bây giờ cái con này chạy Snap 4 Gen 2 mà 4 Gen 2 mà nó chạy tiến trình là 4 nanomet rồi thì nó rất là, thật sự là nó rất là nhanh và tiết kiệm điện ấy. Chứ thứ hai nữa là pin con này nhá, 5.500 mAh đối với một cái điện thoại như thế này đấy. Thực sự pin mình thấy là nó pin rất là trâu nhá. Sạc thì nó cũng 18W thì nó cũng tương đương với sạc của những con iPhone 11 Pro Max trở về thì nó cũng tầm khoảng 18W chứ. Đấy. Camera thì đủ dùng trong tầm tiền, tha hồ cho các ông các bà, rồi là dùng chụp zoom quay video nó kia, quay video này xem 720 đấy, quay video cam trước cam sau các thứ nét nhẹt nhẹt luôn, có chân dung nhé đấy, có cam chân dung, nói chung là có cả chụp ban đêm này, có cả chụp ban đêm này, ổn luôn đấy. Thực sự thì cái thiết kế rất là ok. Viền thì nó làm cái kiểu nhựa giả vân nhôm thì phải, nhìn nó rất là sang nhé. Lưng thì lưng kính đấy. Mặt camera như vậy đấy. Sạc Type-C và lỗ loa bên dưới, lỗ mic bên dưới. Trên này chúng ta vẫn còn cái cổng jack 3.5
tai nghe truyền thống, và đây như gọi là một cái mắt hồng ngoại thì phải. Đấy. Thực sự mà nếu mà năm 2 tháng 10 năm 2024 mua một con điện thoại mà trong cái tầm giá tiền thì chỉ thật sự là chỉ có con này là nhất, không phải nói nhiều. Nếu mà mình thấy là nó còn có một vài con nữa là của Poco hay phải, Poco nhưng mà nó chạy chip Helio, thì Helio G bao nhiêu ấy thì nó chắc chắn là nó không có độ uy tín bằng cái chip Snapdragon rồi đúng không? Đây đang chạy chip Snapdragon, chip Mỹ thì nó rất là tiết kiệm điện và nó an toàn về mặt lâu dài và hiệu năng các thứ đấy, ứng dụng các thứ nữa luôn, kể cả cái ứng dụng ấy thì nó ít lỗi hơn, ít gặp tình trạng lỗi hơn, và nói chung là nó là uy tín bởi vì nó là Snap 4 Gen 2, 4 Gen 2 thì nó là uy tín rồi, trên điện thoại rồi, không có gì mà phải phàn nàn cả. Hầu như mình thấy thì trên Android chỉ tín mỗi là mấy ông Snapdragon thôi, chứ còn mấy ông khác thì thôi mình cũng không không gọi là thích thú cho lắm. Rồi. Tốc độ làm mới thì 90 Hz. Đấy. 90 Hz chủ động và có cả Dynamic kìa. Đấy. Loa thì có một loa. Con này mình thấy nghe loa thì nó cũng cả ok trong tầm giá. Đấy. Rồi còn có bảo mật vân tay rồi khuôn mặt này. Đấy. Nói chung là những cái con điện thoại mà tầm giá rẻ này mà bấm đâu chạy đấy như này là mình thật sự là mình thấy nó rất là hay ho. Subwoofer chơi mượt mà luôn, quá bình thường. Nói chung là chip snap thì thoải mái. Nhanh nhanh mà mình bấm đâu mà nó có phản hồi ngay lúc đấy, nghĩa là điện thoại khá là ok, bấm đâu ăn đấy luôn nha. Đấy. Ủa quá rồi. Đấy. Rồi anh em nếu mà mua điện thoại thì anh em kích vào các cái link bên dưới của mình nhé, mình sẽ giới thiệu cho anh em các cái link mua hàng. Thì thông thường thì anh em mua vào những cái ngày mà đầu tháng này, hoặc là ngày siêu trùng, ví dụ là 10 tháng 10 và 11 tháng 11 đấy, hoặc là ngày 15 giữa tháng, hoặc là ngày 25, thì thông thường những cái mốc thời gian đấy là những mốc thời gian săn sale, và Shopee hay là Lazada là nó sẽ tung các cái voucher vào những cái ngày như thế, thì anh em có thể là mua hàng vào những cái ngày như thế nhé, để nó gọi là nó có cho mình một cái giá ưu đãi nhất, thấy chưa? Hộp thì full book đầy đủ phụ kiện, cáp sạc, ốp chọc sim, đấy, hộp cơ bản như vậy. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé.